Cô chào tất cả các em. Ở chương 1, các em đã được biết đến quần thể sinh vật. Đó là tập hợp cá thể cùng loài, cùng chung sống trong khoảng không gian thời gian nhất định, có khả năng sinh sản, tạo ra thế hệ mới. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một cái cấp độ tổ chức sống cao hơn có trong tự nhiên, đó là quần xã sinh vật. Chương thứ hai quần xã sinh vật. Bài 40, quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã. Bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa Sinh học lớp 12 cơ bản trang 175 để chúng ta bắt đầu bài học. Bài học hôm nay có 3 nội dung cơ bản, đó là khái niệm quần xã, đặc trưng cơ bản của quần xã và quan hệ giữa các loài trong quần xã. Chúng ta tìm hiểu nội dung thứ nhất, khái niệm quần xã sinh vật. Đây là hình ảnh minh họa cho thành phần sinh vật có trong một cái ao tự nhiên và được gọi là quần xã sinh vật. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem thử những sinh vật trong cái ao này hội đủ những điều kiện gì mà lại được xem là một quần xã sinh vật. Trước hết về thành phần thì các em thấy các quần thể trong ao thuộc các loài sinh vật khác nhau, đó là quần thể bèo nhật bản, quần thể cá trắm cỏ, quần thể rau, quần thể cá cháy, quần thể tôm, quần thể cua, vân vân. Tức là các quần thể trong ao thuộc nhiều loài sinh vật khác nhau. Điều thứ hai là các quần thể này cùng chung sống trong một không gian xác định, đó là cái ao. Và điều thứ ba rất quan trọng là trong ao tồn tại các quần thể sinh vật Điều đó chứng tỏ có một cái quá trình hình thành các quần thể sinh vật như các em đã học trong phần quần thể. Và vì vậy đã hình thành cái mối quan hệ tác động qua lại giữa các quần thể trong quần xã. Và có sự tương tác giữa các quần thể với các nhân tố sinh thái của môi trường. Cho nên đã tạo nên một cấu trúc tương đối hoàn chỉnh và được gọi là quần xã sinh vật. Vì vậy, có thể khái niệm quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, trước hết là thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong không gian và thời gian nhất định và các sinh vật có mối quan hệ mật thiết với nhau như một thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. Bây giờ các em có thể quan sát hình ảnh của một số quần xã trong tự nhiên như là quần xã rừng mưa nhiệt đới, quần xã thực vật vùng sa mạc, quần xã rừng thưa, quần xã rừng cây lá kim, hay là quần xã đồng ruộng, quần xã rừng quốc gia các tiên, quần xã hồ cá tự nhiên, quần xã rừng ngập mặn vân vân như vậy các em thấy trong tự nhiên quần xã rất đa dạng vậy thì những cái đặc điểm nào được xem là đặc trưng cho mỗi quần xã. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ hai của bài học. Chúng ta tìm hiểu nội dung thứ hai của bài học. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã. Đối với quần thể về mặt sinh thái học, người ta dựa vào 6 đặc trưng cơ bản như các em đã học để phân biệt giữa quần thể này với quần thể khác. Còn đối với quần xã thì có hai đặc trưng cơ bản đó là thành phần loài và sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã. Đặc trưng thứ nhất là thành phần loài. Thành phần loài được biểu hiện bởi số lượng các loài trong quần xã, số lượng cá thể của mẫu loài và loài ưu thế, loài đặc trưng. Bây giờ các em xem thử số lượng loài, số lượng các cá thể trong mẫu loài nó mang tính đặc trưng cho mỗi quần xã như thế nào đây là hình ảnh của hơi quần xã quần xã đầu trạp ở phú yên và quần xã rừng u minh hạ quan sát hình ảnh chúng ta có thể dễ nhận xét quần xã rừng u minh hạ có số lượng loài cũng như số lượng cá thể của một loài nhiều hơn so với quần xã đầu trạp ở phú yên người ta nói quần xã rừng u minh hạ có độ đa dạng cao và như vậy trong hơi quần xã này thì quần xã nào sẽ tồn tại ổn định hơn? Chắc chắn là quần xã rừng U Minh Hạ. Vì sao như vậy? Vì quần xã này có đa dạng về loài. Cho nên giả sử có một nguyên nhân nào đó làm cho một cái loài nào đó trong quần xã bị tiêu diệt thì cũng sẽ có loài khác thay thế vai trò của loài đã tiêu diệt. Mặt khác, số lượng cá thể của mỗi loài trong quần xã này cũng nhiều cho nên mỗi quần thể trăm quần xã có cái độ ổn định cao hơn. Như vậy chúng ta có thể rút ra kết luận. Số lượng các loài trăm quần xã và số lượng cá thể của mỗi loài chính là mức độ đa dạng của quần xã, biểu thị sự biến động, ổn định hay là suy thoái của quần xã. Và quần xã ổn định thì thường có số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài cao. Biểu hiện thứ hai của thành phần loài đó là loài ưu thế và loài đặc trưng. Cô ví dụ về loài ưu thế, quần xã rụng lúa thì loài ưu thế là loài lúa. Quần xã rừng ngập mạng thì loài ưu thế là loài nước. Vì sao như vậy? Bởi vì đây là những loài mà có vai trò quan trọng trong quần xã do nó có số lượng nhiều, sinh khối lớn và hoạt động của chúng mạnh. Cho nên chúng có vai trò quyết định chiều hướng phát triển của quần xã. Các em lưu ý, loài ưu thế có một vai trò rất quan trọng là nó quyết định chiều hướng phát triển của quần xã. Nếu vì một nguyên nhân nào đó loài ưu thế bị tiêu diệt thì nhất định quần xã sẽ diễn thế thành một quần xã khác. Loài đặc trưng Cô ví dụ Cá cáp là loài đặc trưng của rừng nhiệt đới tam đảo nó chỉ có ở quần xã này. Hay là cọ là loài đặc trưng của đồi cọ ở Phú Thọ. tràm là loài đặc trưng ở rừng U Minh vì nó chiếm số lượng nhiều hơn hãng so với những loài khác trong quần xã cho nên có vai trò quan trọng hơn. Vì vậy, loài đặc trưng, các em lưu ý, là loài chỉ có ở quần xã nào đó hoặc là có số lượng nhiều hơn hãng có vai trò quan trọng hơn các loài khác trong quần xã. Vì vậy ở đây các em lưu ý phải phân biệt loài ưu thế với loài đặc trưng. Và các em cũng chú ý có những quần xã loài ưu thế cũng chính là loài đặc trưng, đó là những cái trường hợp đặc biệt, các em cần lưu ý và tìm hiểu thêm. Đặc trưng thứ hai của quần xã là sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã. Đối với quần thể thì các cá thể trong quần thể có 3 kiểu phân bố là phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều và phân bố ngẫu nhiên. Còn trong quần xã thì các cá thể trong không gian nó phân bố có hai kiểu là phân bố theo chiều thẳng đứng và phân bố theo chiều ngang. Và đây là hình ảnh ví dụ minh họa cho cái kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng. Trong quần xã rừng mưa nhiệt đới thì các loài thực vật đã phân bố theo kiểu phân tầng thẳng đứng. Tầng vượt tán là gồm những cây gỗ cao to có nhu cầu ánh sáng cao. Tầng tán rừng là gồm những cây ưa sáng. Tầng dưới tán gồm những cây chịu bán. Và tầng cây nhỏ là gồm những cây ưa bán. Tầng đáy rừng gồm lết thỏ mộc và các loại nấm. Như vậy các em thấy nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng, theo chiều thẳng đứng của các loài thực vật trong rừng mưa nhiệt đới là gì? Rõ ràng là phụ thuộc vào ký nhu cầu ánh sáng của các loài thực vật trong quần xã. Mỗi loài thực vật có một cái nhu cầu ánh sáng khác nhau cho nên dẫn tới có cái sự phân tầng theo chiều thẳng đứng của các loài thực vật. Và cái sự phân tầng của các loài thực vật trong quần xã đã kéo theo sự phân tầng của các nhóm loài động vật. Cụ thể ở tầng vượt tán thường là không gian phân bố của những cái loài động vật có đời sống bay lượn, ví dụ như nhiều loài chim và côn trùng. Ở tầng tán rừng lại là không gian phân bố của những loài leo trèo như là khỉ, sáp vượn. Ngoài ra cũng có những loài động vật phân bố trên mặt đất và trong lòng đất. Đây là ví dụ khác về sự phân bố theo chiều thẳng đứng của sinh vật trong một quần xã ao hồ. À, ví dụ trong một quần xã ao cá thì các em thấy tầng trên thường là cái không gian phân bố của những cái loài động thực vật phù du. À hay là cá mè, cá trám Tầng giữa là không gian phân bố của những loài như cá rô, cá chép và tầng đáy là không gian phân bố của những loài như là cá trê, cá nhát hay là tôm, cua vân vân, à, ốc vân vân. Còn đây là cái hình ảnh minh họa cho cái kiểu phân bố theo chiều ngang. Các sinh vật ở đại dương ngồi cái kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng thì nó còn phân bố theo chiều ngang. Từ vùng gần bờ đến vùng vang bờ đến vùng ngoài khơi. Vùng gần bờ là không gian phân bố của những cái loài cá có kích thước nhỏ. Vùng vang bờ là không gian phân bố của những loài cá như cá thu, cá ngừ, hay là vùng ngoài khơi là không gian phân bố của những loài như cá heo, cá mập vân vân. Phân bố như thế này người ta gọi là phân bố theo chiều ngang. Sự phân bố của những loài thực động vật ở đỉnh núi, sườn núi và chân núi có sự khác nhau, đây cũng là kiểu phân bố theo chiều ngang. Và các em chú ý, sự phân bố theo chiều ngang thường xảy ra ở những nơi có điều kiện sống thuận lợi, có điều kiện sống thuận lợi. Như vậy tóm lại sự phân bố các cá thể trong không gian của quần xã gồm có hai kiểu đó là phân bố theo chiều thẳng đứng và phân bố theo chiều ngang và cái sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài và như vậy thì mỗi loài có một cái nhu cầu sống khác với loài khác cho nên mỗi loài sẽ phân bố trong một cái không gian xác định tương ứng với cái ổ sinh thái của mẫu loài vì vậy sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã có ý nghĩa là giảm đi cái mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống trong môi trường. Bây giờ cây Hải vận dụng cái kiến thức về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã để giải thích vì sao trong thực tế bà con nông dân của chúng ta thường trồng nhiều loài rau trong một khu vườn, hay là nuôi nhiều loài cá trong một ao nuôi chứ không phải là một loài. Đấy. Thế thì có nhiều loài rau hay là nhiều loài cá nhưng mà mỗi loài nó có một cái nhu cầu sống riêng, nhu cầu sống khác với loài khác. Vì vậy mỗi loài nó sẽ phân bố trong một không gian xác định tương ứng với cái ổ sinh thái của chúng. Do vậy mà bà con nông dân sẽ tận dụng được tối đa cái diện tích nuôi trồng và bản thân sinh vật thì nó sẽ khai thác tối ưu được cái nguồn sống trong môi trường, giảm đi ký mức độ cạnh tranh giữa các loài, vì vậy mà sẽ nâng cao được năng suất sản lượng của cây trồng vật nuôi. Chúng ta tìm hiểu nội dung thứ ba của bài học. Quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật. Các loài trong quần xã sinh vật có hai cái mối quan hệ sinh thái cơ bản, đó là hỗ trợ và đấu kháng Hỗ trợ thì có cộng sinh, hợp tác hội sinh đối kháng thì có cạnh tranh, ký sinh, ức chế cảm nhiễm, sinh vật này ăn sinh vật khác. Chính những mối quan hệ này để giúp cho quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích các ví dụ để phân biệt cộng sinh, hợp tác và hội sinh. Ví dụ thứ nhất, địa y là một dạng sống do sự cộng sinh giữa vi khuẩn lam và nấm. Và khi sống chung như thế này thì nấm có vai trò cung cấp nước và muối khoáng cho vi khuẩn lam, còn vi khuẩn lam có chất diệp lục quan hệ tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho cả hai loài. Như vậy trong cái mối quan hệ cộng sinh thì cả hai loài đều có lợi. Các em chú ý giáo cảm là loài được lợi, giáo trừ là loài bị hại, số 0 là loài không được lợi cũng không bị hại. Và ở đây vi khuẩn lam và nấm có quan hệ chặt chẽ đến mức. Tạo nay một cái dạng sống đó là địa y. Điều đó chứng tỏ đây là một cái quan hệ nhất thiết phải có. Cho nên đặc điểm của quan hệ cộng sinh là hai loài cùng có lợi khi sống chung và nhất thiết phải có nhau. Khi tách riêng thì cả hai loài đều bị hại. Các em có thể cho những cái ví dụ khác về quan hệ cộng sinh như là cộng sinh giữa vi khuẩn với nốt sần cây họ đạo Hay là cộng sinh giữa kiến và cây kiến, cộng sinh giữa cua và hải quỳ, vân vân. Chúng ta phân tích ví dụ về cái quan hệ hợp tác giữa linh dương và chim mỏ đỏ. Trên hình ảnh thì các em thấy các chú chim mỏ đỏ đang đậu trên lưng của các con linh dương và chúng sẽ bắt các con ve, con bác hay những động vật ký sinh trên thân trên cơ thể của linh dương. Như vậy rõ ràng trong quan hệ hợp tác thì cả hai loài cũng đều có lợi tuy nhiên nếu tách riêng ra không sống chung thì hai loài vẫn có thể tồn tại vì vậy quan hệ này không nhất thiết phải có không nhất thiết phải có nhau cho nên đặc điểm của cái mối quan hệ hợp tác đó là hai loài cùng có lợi khi sống chung nhưng không nhất thiết phải có nhau đây cũng là một ví dụ về quan hệ hợp tác cá sáo há miệng cho một loài chim nhỏ xỉa ra. À. Trong quan hệ này cả hai loài cá sáu và chim nhỏ đều có lợi nhưng đây cũng không phải là quan hệ nhất thiết cho nên nó thuộc quan hệ hợp tác à. hoặc là chim sáo hay cò đậu trên lưng của trâu rừng tương tự như là chim mỏ đỏ và linh dương à. vân vân. Chúng ta phân tích cái ví dụ thứ ba về hội sinh giữa phong lan và cây gỗ. Cây phong lan sống bám trên thân cây gỗ Nhưng nó không hút chất dinh dưỡng từ cây gỗ à, Nó chỉ cư trú trên cái cây gỗ mà thôi Vì vậy Bởi vì là phong lan nó có thể quan hệ Tổng hợp chất hữu cơ để nuôi sống nó Vì vậy trong quan hệ hậu sinh thì Chỉ có một loài có lợi Và loài kia không lợi cũng không hạ Trong ví dụ này phong lan là loài có lợi Còn cây gỗ là không lợi cũng không hạ khi tất rời ra không sống chung nữa thì sẽ có một loài bị hại và loài kia không bị ảnh hưởng gì. Ví dụ ở đây là phong lan nếu tách riêng ra sẽ là loài bị hại, còn cây gỗ thì sẽ không không ảnh hưởng gì. Cá ép sống bám trên cá mập cũng là quan hệ hậu sinh can. Khi sống bám trên cá mập thì cá ép sử dụng những cái thức ăn rơi vẽ của cá mập cho nên cá ép có lợi, còn cá mập thì không lợi cũng không hại. Đây là một ví dụ về quan hệ hậu sinh. Qua đây các em chú ý, phân biệt giữa cộng sinh và hợp tác. Hai mối quan hệ này, một cái điểm giống, đó là khi sống chung thì cả hai loài đều có lợi. Nhưng cái điểm khác là quan hệ cộng sinh thì nhất thiết phải có mối quan hệ này. Còn quan hệ hợp tác thì là quan hệ không nhất thiết phải có nhau. Và các em phân biệt cho được cộng sinh hợp tác với hậu sinh. Cộng sinh và hợp tác thì cả hai loài đều có lợi Nhưng mà hội sinh thì một loài có lợi và một loài không lợi cũng không hạ Đối với quan hệ đấu kháng, chúng ta cũng sẽ phân tích các ví dụ Cạnh tranh giữa cỏ lòng vực và cây lúa Cỏ lòng vực và cây lúa cùng chung sống trong một ruộng lúa Và có nhu cầu sống tương tự Cho nên chúng sẽ cạnh tranh để tranh giành ánh sáng, cạnh tranh giành nơi ở tranh giành những cái điều kiện sống khác. Và như vậy, khi cạnh tranh thì sẽ ảnh hưởng bất lợi cho cả hai loài. Và thường thì sẽ có một loài tháng thế, còn loài khác bị hại nhiều hơn. Đây cũng là các ví dụ về quan hệ cạnh tranh. Cạnh tranh thức ăn giữa các loài chim hay là cạnh tranh giữa sư tử và linh cảo. Em có thể cho nhiều ví dụ khác về quan hệ cạnh tranh. Chúng ta phân tích cái ví dụ về cái quan hệ ký sinh dây tơ hồng ký sinh trên cây gỗ những cái cây gỗ nào mà bị dây tơ hồng sống bám lên đó thì đều còi cạp chậm lớn suy dinh dưỡng lý do là dây tơ hồng nó hút chất dinh dưỡng từ cây gỗ để nuôi sống mình như vậy trong quan hệ ký sinh các em thấy có một loài có lợi thôi còn loài kia là loài bị hại ở đây dây tơ hồng là loài có lợi còn cây gỗ là loài bị hại như vậy quan hệ ký sinh là cái quan hệ mà một loài sống nhờ trên cơ thể của loài khác lấy các chất nuôi sống cơ thể từ loài đó và gồm có hai trường hợp ký sinh hoàn toàn và nửa ký sinh ví dụ dây tơ hồng sống trên cây gỗ đó là quan hệ nửa ký sinh vì dây tơ hồng nó có khả năng quan hệ để tổng hợp một phần chất dinh dưỡng nuôi sống nó còn ký quan hệ như là dung ký sinh trong ruột người đó là quan hệ ký sinh hoàn toàn tầm gửi bám trên cây gỗ là quan hệ nửa ký sinh tương tự như dây tơ hồng bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái ví dụ tiếp theo là ví dụ của quan hệ ức chế cảm nhiễm tảo nữ hoa gây độc cho sinh vật biển một số loài tảo sống trong biển khi mà nó sinh sản quá mạnh thì sẽ gây nên một hiện tượng là tảo nở hoa làm cho môi trường ở đây bị ô nhiễm các em chú ý chứ không phải tảo là thực vật có hoa và khi các hiện tượng này xảy ra thì những cái sinh vật biển sống ở vùng này nó sẽ dễ bị chết vì bị ô nhiễm cho nên trong quan hệ ức chế cảm nhiễm thì một loài bị hại đó là sinh vật biển này ví dụ ở đây là sinh vật biển còn một loài không bị ảnh hưởng gì gì ví dụ ở đây là là các loài tỏ cho nên các em chú ý cái quan hệ ức chế cảm nhiễm là quan hệ một loài này sống bình thường nhưng vô tình gây hại cho loài khác. Đây cũng là một ví dụ về quan hệ ức chế cảm nhiễm. Xạ khuẩn sinh chất kháng sinh ức chế vi khuẩn. Chúng ta phân tích cái ví dụ sinh vật này ăn sinh vật khác. Đây là các ví dụ sinh vật này ăn sinh vật khác các em. Chim bói cá ăn thịt cái loài cá này. Hay là cây nắp ấm bắt cái loài côn trùng này làm thức ăn. Như vậy trong quan hệ này thì chim bói cá là loài có lợi, còn cái loài cá này là loài bị hại. Cây nắp ấm là loài có lợi, loài con trùng này là loài bị hại. Các em chú ý, quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác thì sẽ có một loài có lợi và một loài bị hại. Như vậy cái quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác là quan hệ mà hai loài sống chung một loài sử dụng loài khác làm thức ăn, bao gồm động vật ăn động vật, hay là động vật ăn thực vật hay là thực vật ăn sâu bọ. Như vậy qua đây các em có thể cho những cái ví dụ khác về cái quan hệ giữa sinh vật này ăn sinh vật khác như là bố gấm ăn thịt sơn dương, hổ ăn thịt hưu hay là bò ăn cỏ, vân vân. Như vậy các em có thể kết luận về cái đặc điểm chung của cái quan hệ hỗ trợ và đặc điểm chung của quan hệ đấu kháng đó là cái quan hệ hỗ trợ thì ít nhất một bên phải là có lợi tức là ít nhất một loài phải có lợi và không có loài nào bị hạ. Còn trong quan hệ đối kháng thì ít nhất phải có một loài bị hại cây là ít nhất phải có một loài bị hại. Như vậy các em thấy là các loài trong quần xã sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng chặt chẽ với nhau, cho nên số lượng cá thể của loài này nó sẽ chịu sự ảnh hưởng tác động số lượng cá thể của loài khác trong quần xã và chúng ta sẽ nghiên cứu cái vấn đề này qua một cái hiện tượng có trong quần xã đó là hiện tượng khống chế sinh học. Ừ. Chúng ta sẽ phân tích cái ví dụ sau đây. Số lượng cá thể của quần thể thỏ và số lượng cá thể của quần thể linh miêu nó có sự biến động ảnh hưởng tác động lẫn nhau được biểu thị qua cái đồ thị này. À. Cụ thể, khi số lượng cá thể của quần thể thỏ tan lên thì số lượng cá thể của linh miêu cũng sẽ tan lan vì đây là quan hệ vật sinh vật này ăn sinh vật khác và khi số lượng cá thể của linh miêu tan lan thì làm cho số lượng cá thể của thỏ bị giảm súng số lượng cá thể thỏ giảm súng thì kéo theo linh miêu cũng sẽ giảm súng do thiếu nguồn thức ăn như vậy rõ ràng các em thấy số lượng cá thể của quần thể thỏ bị kìm hãm bởi số lượng cá thể của quần thể linh miêu và ngược lại Nghĩa là sẽ không tan quá mức và không giỏm quá mức Người ta gọi đây là hiện tượng khống chế sinh hạt Vậy thế nào là hiện tượng khống chế sinh hạt? Hiện tượng khống chế sinh hạt là cái hiện tượng Mà số lượng cá thể của một loài Bị khống chế ở một mức độ nhất định Do tác động của các mối quan hệ hỗ trợ hoặc đấu kháng Giữa các loài trong quần xã Ở đây cô mới phân tích các ví dụ về quan hệ đấu kháng Em có thể tự phân tích ví dụ về cái quan hệ hỗ trợ thì các em cũng sẽ thấy rõ số lượng cá thể của mỗi loài trong quần xã nó cũng chịu tác động ảnh hưởng của loài khác. Vậy thì cái hiện tượng khống chế sinh học có ý nghĩa gì đối với quần xã? Rõ ràng các em thấy hiện tượng khống chế sinh học nó để giúp cho cái số lượng cá thể của mỗi loài trong quần xã không tan quá mức hay là không giảm quá mức và chính vì thế quần xã đạt được trạng thái cân bằng sinh học con người đã ứng dụng hiện tượng khống chế sinh học trong nông nghiệp như thế nào? Con người đã ứng dụng cái hiện tượng khống chế sinh học để sử dụng các thiên địch phòng trừ các sinh vật gây hại hay là dịch bệnh thay cho thuốc trừ sao. Chúng ta có thể phân tích cái ví dụ sau đây. Người ta dùng am ký sinh để tiêu diệt bọ dừa. Bọ dừa là một loài động vật ký sinh trên cây dừa và nó đã làm hư hại cây dừa như thế này nhưng có một loài ong ký sinh nó chuyên đẻ trứng trên áo trùng của bọ dừa và những cái áo trùng nào của bọ dừa mà có ong ký sinh đẻ trứng trên đó thì cái áo trùng đó sẽ không thể phát triển thành con bọ dừa trưởng thành cho nên sẽ không phá hại được bọ dừa thì ở đây ong ký sinh được xem là thiên địch của bọ dừa thay vì dùng thuốc hóa học Tiêu diệt bọ dừa thì người ta để dùng am ký sinh tiêu diệt bọ dừa. À, thì như vậy gọi là ứng dụng của hiện tượng khống chế sinh à. à, Hoặc là các em có thể cho những cái ví dụ khác như dùng bọ rùa tiêu diệt sau cuốn lá. Thì bọ rùa được gọi là thiên địch của sau cuốn lá. Dùng kiến vàng tiêu diệt bọ xích thì kiến vàng là thiên địch của bọ xích vân vân em có thể cho nhiều ví dụ khác nhau mèo là thiên địch của chục người tấn dụng hiện tượng khống chế sinh hạt để sản xuất ra các loại thuốc trừ sao sinh hạt như vậy thành phần của các loại thuốc trừ sao sinh hạt là gì các em đó chính là các loại chế phẩm có nguồn gốc sinh học à, có thể là các vi sinh vật nấm vi khuẩn virus hoặc là các chất do vi sinh vật tiết ra hay là các chất có trong cây cỏ mà nó có khả năng giết hại được sau hại cây trồng. À, khi sử dụng các cái loại thuốc trừ sâu sinh học thì nó sẽ không gây ô nhiễm môi trường và bảo vệ được cho sức khỏe của con người. Đồng thời quan trọng là nó giữ được cái cân bằng sinh thái trong quần xã. Bây giờ các em sẽ luyện tập bằng cách trả lời một số những cái câu hỏi trắc nghiệm sau đây. Câu hỏi thứ nhất, sự phân tầng của thực vật trong quần xã rừng mưa nhiệt đới chủ yếu là do sự khác nhau về nhu cầu. Như cái phần phân tích ở trong bài học thì các em thấy là cái sự phân tầng của các loài thực vật trong quần xã rừng mưa nhiệt đới. Nguyên nhân là do cái nhu cầu ánh sáng của các loài thực vật có sự khác nhau. Cho nên phương án A là phương án đúng. Câu hỏi số 2. Khi nói về quần xã sinh vật thì phát biểu nào sao đây xa? Trong bốn cái phương án A, B, C, D thì các em thấy phương án B, quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì càng kém ổn định. Đây là nội dung xa, bởi vì quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì cái quần xã đó sẽ càng ổn định. Cho nên B là phương án chúng ta chọn. À, phương án A là một nội dung trong cái khái niệm về quần xã. Phương án C và D thuộc về các cái đặc điểm, đặc trưng cơ bản của quần xã. Câu hỏi số 3 những cái ví dụ nào sau đây thuộc mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trang quần xã sinh vật bảo giáp nở hoa gây độc cho cá sống trong cùng môi trường thì đây là quan hệ ức chế cảm nhiễm à. thuộc về quan hệ đối kháng cây tầm gửi sống bám trên thân cây gỗ lớn trong rừng đây là quan hệ ký sinh thuộc về quan hệ đối kháng cây phong lan bám trên thân cây gỗ sống trong rừng là quan hệ hậu sinh thuộc về ký quan hệ hỗ trợ à vi khuẩn rhizobium sống trong nốt sần của rễ cây hạ đạo là quan hệ cộng sinh cho nên thuộc về quan hệ hỗ trợ cho nên cái phương án đúng chúng ta chọn đó là phương án B và câu hỏi số 4 trùng roi sống trong ruột mối tiết enzyme phân giải sang lưu dơ trong thức ăn của mối thành đường để nuôi sống cả hai đây là ví dụ về mối quan hệ gì trong cái quá trình sống chung này thì cả hai loài đều cái lợi và bất cứ con mối nào thì trong rụt của nó cũng có sự sống chung của trùng roi cho nên quan hệ này là quan hệ nhất thiết, vì vậy đây chính là quan hệ cộng sinh. Câu hỏi số 5. So với biện pháp sử dụng thuốc hóa học để tiêu diệt sinh vật gây hại cho cây trồng thì biện pháp sử dụng loài thiên địch có những cái ưu điểm nào sau đây? À. Các em thấy cái nội dung 1 và nội dung 4 là những cái ưu điểm của phương pháp sử dụng thiên địch tiêu diệt sâu hại bởi vì sử dụng thiên địch là ứng dụng của hiện tượng khống chế sinh học, không sử dụng thuốc hóa học cho nên sẽ không gây ô nhiễm môi trường và không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Và loài thiên địch là loài sinh vật cho nên rõ ràng sự sinh trưởng phát triển của nó sẽ phụ thuộc vào các điều kiện khí hậu thời tiết cho nên nội dung 2 không phải là ưu điểm. Nội dung 3 nhanh chóng dập tắt tất cả các loài dịch bệnh, sử dụng loài thiên địch thì chỉ khống chế làm giảm đi số lượng của sao hại ở một mức độ nhất định chứ không phải là dập tắt hoàn toàn. Nhờ vậy mà quần xã mới giữ được cái cân bằng sinh học. Cho nên cái phương án chúng ta chọn là phương án D, nội dung 1 và nội dung 4. Bài học của chúng ta hôm nay kết thúc. Cô chúc các em có một cái kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp đến Chào các em.